Thưa quý vị, cướp ngân hàng là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Theo nhận định của cơ quan công an thì gần như trước đây, các loại tội phạm cướp tài sản thường nhắm vào những cái tiệm vàng thì nay lại đang chuyển dần sang hướng vào những cái chi nhánh ngân hàng hay những phòng giao dịch có số lượng giao dịch tiền mặt lớn. Chỉ 3 tháng trở lại đây thôi, tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng. Vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, chi nhánh ngân hàng BIDV tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đã bị cướp giữa ban ngày, lấy đi số tiền vài trăm triệu đồng. Và bất ngờ nhất là đối tượng này chỉ dùng súng giả để đi cướp. Còn đêm ngày 25 tháng 12 năm ngoái thì chi nhánh ngân hàng Agribank ở huyện Cẩm Giang của tỉnh Hải Dương đã bị một đối tượng đột nhập, khống chế bảo vệ để cậy phá két sắt nhưng không lấy được gì. Và chiều ngày 7 tháng 1 đầu năm nay, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại quận Hải An, Hải Phòng thì một tên cướp bịt mặt đã dùng một vật giống như là súng để đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền lên khoảng 3 tỷ đồng. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua thì tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bãi Cháy, Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh cũng đã xảy ra vụ việc là một nam thanh niên mang theo bom đến dọa cướp ngân hàng. Tuy nhiên đối tượng này chỉ kịp cướp đi một chiếc điện thoại di động của nhân viên lễ tân và sau đó bị bắt giữ. Và gần đây nhất, sáng ngày 7 tháng 3, một chi nhánh ngân hàng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng đã bị cướp. Hai đối tượng thì dùng dao và bật lửa hình dạng súng ngắn đe dọa và khống chế bảo vệ nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền là 500 triệu đồng. Có thể thấy là qua những vụ việc vừa rồi thì các đối tượng cướp ngân hàng ngày càng nguy hiểm và tinh vi hơn. Hung khí và số tiền mặt này là tang vật của vụ cướp ngân hàng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng cướp ngân hàng đã khai nhận từng khảo sát một số ngân hàng trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhưng do thấy các chi nhánh này luôn có đông người qua lại nên đã thay đổi địa điểm và quyết định thực hiện vụ cướp tại một phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm vì nơi này ít nhân viên và khách đến giao dịch. Các đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước, cái thời gian thực hiện là vào sáng sớm mới nhận cái lượng tiền giao dịch cho cả ngày. Các đối tượng đã thực hiện hành vi rất là quyết liệt, thể hiện cái sự manh động liều lĩnh. Cơ quan công an cũng cho biết điểm giao dịch ngân hàng bị cướp ở sát mặt đường rất thuận lợi cho các đối tượng cướp ngân hàng tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ cướp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thay vì có 10 nhân viên làm việc mỗi ca như thông thường, ngân hàng chỉ bố trí 3 nhân viên, trong đó có một bảo vệ. Đây chính là nguyên nhân khiến phòng giao dịch này lọt vào tầm ngắm của các đối tượng cướp ngân hàng. Thành tích khám phá nhanh chuyên án này là chiến công lớn của cơ quan công an trong công tác đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng. Quyết tâm để bắt bằng được hai đối tượng trong cái thời gian nhanh nhất, thì qua đó thì chúng tôi cũng có một cái sự phân công rõ ràng từng đơn vị vai trò như thế nào, và sau đó thì sự thống nhất cao giữa các đơn vị đã đem lại cái hiệu quả của cái việc bắt giữ hai đối tượng. Cơ quan công an nhận định vụ cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm một lần nữa cho thấy do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các loại tội phạm trong đó có tội phạm cướp ngân hàng đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động. Cơ quan công an thường xuyên theo dõi và cập nhật những phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của loại tội phạm này, đồng thời đề nghị các ngân hàng cũng như mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, nghiêm chỉnh thực hiện theo các khuyến cáo của cơ quan công an để kịp thời có những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả các vụ cướp ngân hàng. Thưa quý vị, ngay sau đây thì Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc là Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nơi vừa xảy ra vụ án vừa rồi, sẽ giúp các nhân viên và bảo vệ ngân hàng có được những cái thông tin về những dấu hiệu thường gặp của các đối tượng cướp ngân hàng. Các cái nhóm đối tượng này thì thường có những cái đặc điểm chung. Thứ nhất là các đối tượng thường mặc các cái trang phục che giấu cái đặc điểm nhận dạng cá nhân, như là đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa. Thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với nhân viên giao dịch, khi nhận được các cái yêu cầu phải cung cấp về căn cước công dân, các đối tượng không cung cấp hoặc là cung cấp sai các cái thông tin và tìm cách che giấu những cái giọng nói thật của mình. Thứ ba nữa là trong cái quá trình mà di chuyển thì các đối tượng thường sử dụng các cái phương tiện là các cái xe máy không rõ nguồn gốc, có thể là đeo biển kiểm soát giả hoặc không đeo biển kiểm soát và có dán hoặc là che giấu những cái đặc điểm nhận dạng của các cái phương tiện cá nhân này. Tiếp theo thì Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc cũng sẽ chia sẻ với chúng ta về một vài kinh nghiệm để các chi nhánh ngân hàng cũng có thể tăng cường các biện pháp để chủ động tự mình bảo vệ an ninh cho chính các chi nhánh. Cơ quan công an khuyến cáo, thứ nhất, đối với các ngân hàng thì phải có đầy đủ các thiết bị báo động, chống đột nhập, có hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả. Thứ hai là bố trí cái hệ thống quầy giao dịch đảm bảo an toàn cho nhân viên, phải có hệ thống kính cường lực đảm bảo chiều cao, có hệ thống khóa chắc chắn. Thứ ba
là có đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ về số lượng, được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định và được tập huấn về mặt nghiệp vụ. Thứ tư là quá trình vận chuyển tiền thì phải có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp và phải bằng phương tiện chuyên dụng. Thứ năm là khi xảy ra các cái sự việc thì các cái nhân viên phải bình tĩnh xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho tính mạng sức khỏe của bản thân cũng như người khác, kịp thời ghi nhận các cái thông tin và phản ánh cho các cái cơ quan chức năng. Trước tình trạng các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp ngân hàng đang gia tăng hoạt động, lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa. Ghi nhận thực tế của phóng viên Việt Nam Hôm Nay tại thị xã Duy Tiên của tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Những buổi gặp gỡ tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa cũng như các thủ đoạn manh động liều lĩnh của các đối tượng cướp giật tài sản như thế này vẫn thường xuyên được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên thực hiện. Nhờ hoạt động này, các chi nhánh ngân hàng và các cơ sở kinh doanh vàng bạc đã có ý thức chủ động phòng ngừa tội phạm. Ngoài cái lực lượng bảo vệ chuyên trách, chúng tôi cũng có cắt cử cán bộ trực tăng cường cùng với lại lực lượng bảo vệ chuyên trách để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cũng như là chống cướp giật. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Hà Nam cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm cướp giật tài sản. Đặc biệt, khi giao dịch hoặc mua bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn, người dân cần phải di chuyển bằng ô tô. Nếu đi xe máy phải có từ 2 người trở lên và phải gói bọc cẩn thận. Ngân hàng, cửa hàng vàng bạc không nên phô bày quá nhiều tài sản, hạn chế để nhiều tiền mặt trong két sắt và nên đóng cửa trước 18 giờ. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với cả các ngân hàng tiệm vàng để yêu cầu các đơn vị này lắp đặt các camera giám sát an ninh, nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác bảo vệ, nắm chắc, quản lý tốt tình hình địa bàn để chủ động phát hiện, xử lý đối với các loại đối tượng này. Công an tỉnh Hà Nam nhận định, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, thì chính ý thức đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm của mỗi người dân cũng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Để kịp thời xử lý và ngăn chặn các tội phạm cướp ngân hàng thì việc các chi nhánh ngân hàng gắn kết với cơ quan địa phương trên địa bàn của mình một cách chặt chẽ là điều rất quan trọng. Rồi chính các nhân viên ngân hàng và những người làm công tác bảo vệ phải nắm rõ về phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm này, từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động, bình tĩnh xử lý để bảo toàn tính mạng khi có sự cố xảy ra.